này đây. Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại kênh YouTube Điện Máy Nằm Hai. Hôm nay thì vô tình em gặp có mấy bác thợ điện là đang sửa điện ở trong cái cột điện ở gần chỗ đây. Thì em sẽ quay cho các bác xem nhá. Các bác thợ điện này là đang sở hữu mấy cái mẫu máy bu lông của bên em này. Đây, các bác sử dụng bu lông Ken và bu lông Hitachi nhá. Đấy, bác ở trên cột kia các bác đang đeo một con máy bu lông Hitachi này. Đấy, con bu lông Hitachi mà giống như cái mẫu của bên em đang phân phối cho các bác đây. Đấy, cái sản phẩm này thì các bác dùng cái thời gian khá là lâu rồi. Đấy, sử dụng rất là ok. Em quay ra tận tay ông ơi. Đấy, bác đang bắn thuốc tít này. Bác thợ điện này đang sử dụng cái sản phẩm bu lông Hitachi 2-1 mà bên em đang phân phối nhá. Chất lượng của nó rất là tuyệt vời. Các bác có thể là sử dụng để bắn tháo mở ốc vít hoặc là ra vào bu lông. Các bác này là em thấy các bác là có mấy cái con máy các bác là sử dụng thời gian khá là lâu rồi. Đây là một chiếc máy Ken này. Còn bác kia thì bác ấy đang sử dụng cái con máy Hitachi nhá các bác nhá. Đấy. Cái này thì những bác làm thợ điện thì dùng cái mẫu này thì quá là tuyệt vời, rất là xuất sắc nha các bác nhá. Thì bên trung tâm em là có phân phối rất là nhiều, từ Hitachi cho đến Makita cho đến Ken. Rất là nhiều. Đây được các bác thợ điện đón nhận là các bác dùng phản hồi về cái chất lượng sản phẩm cực kỳ là ok nha các bác nhá. Đấy, thì bác kia là bác đang sử dụng con bu lông của Hitachi này. Hôm nay là vô tình là em gặp đội thợ điện này là các bác đến là thay điện bên em. Em có quay như này để cho các bác để mình được cùng tham khảo về mấy cái mẫu máy bu lông này nhá. Bên em phân phối rất là nhiều. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này của bên em thì các bác hãy liên hệ trực tiếp alo cho bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200 các bác nhé. Đây. Đấy, bác rất là ok. Cái này thì nó sẽ phù hợp cho rất nhiều ngành nghề các bác nhá. Từ thợ điện này cho đến thợ sửa chữa xe máy ô tô là các bác đều có thể là sở hữu được cái sản phẩm này của bên em. Thì bên em phân phối cái số lượng rất là nhiều. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em. Giá thì sẽ là giá rẻ đẹp nhất thị trường cho các bác nhà mình. Và em cũng xin được kết thúc video nhé. Em quay trực tiếp như này để cho các bác thấy được là cái sản phẩm này là được các bác khách hàng đón nhận là cái chất lượng rất là ok. Các bác có nhu cầu thì liên hệ bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.